Rồi, mến chào anh em đang xem kênh Nhân Chăm Sóc Mai Vàng ha. Chúc anh em xem kênh được vui vẻ và có được ngày chủ nhật thư giãn thoải mái bên gia đình nha anh em. Thì mình nãy giờ mình đang cân vân dơi cho khách. Thì thời gian vừa rồi á có khá là nhiều anh em ở khắp mọi nơi ha lấy phân dơi từ mình. Thì đang có sẵn đây thì mình sẽ làm lại clip này để cách sử dụng phân dơi như thế nào cho nó hợp lý, cho nó có hiệu quả tối ưu nhất anh em. Vì trong thời gian vừa rồi cũng có một số anh em là sử dụng chưa đúng cách lắm ha. Trước tiên thì mình cũng nói một xíu về cái loại phân dơi mà mình đang sử dụng cũng như mình đang gửi cho anh em ở khắp mọi nơi đó ha. Thì đây là loại phân dơi miền Tây nha anh em ha. Phân dơi này là phân dơi ở khu vực mình ha. Đó. Cái hạt phân dơi nó như thế này nè, nó đa phần là nó còn nguyên ha, nó không bị bể vụn như một số loại ở trên thị trường ha. Phân dơi này là mình thu gom từ các chuồng ở khu vực của mình nha nè, phân dơi 100% nguyên chất ha. Trên thị trường thì mình cũng nghe nói đến nhiều loại phân dơi ha, dơi núi rồi dơi hang rồi gì đó ha. Nhưng mà hầu như cái hạt phân dơi của mấy cái loại dơi núi dơi hang rồi gì đó người ta nói nó bể vụn hết. Thì cái đó mình không biết, anh em ai xài nấy biết ha, mình cũng không có xài loại đó, mình không biết cái chất lượng như thế nào nha anh em. Đây là phân dơi đích thực ha, ở khu vực mình không có nuôi nha anh em, nhưng mà mình đi thu gom các chuồng á, mình bao chuồng của người ta luôn rồi, cho nên số lượng sau này thì anh em cần là mình sẽ có ngay ha. Này mình chủ động được cái nguồn cung rồi. Tuy nhiên cái phân thì đa phần nó còn nguyên hạt ha, nhưng mà tới chỗ của anh em thì không tránh được là có bể khoảng từ 10 đến 20% là cùng anh em, chứ không có nhiều quá được ha. Theo mình nói 20% gì chứ chừng 10% mà đó, thì làm sao tránh khỏi bể được anh em. Khi mình gửi cho người ta thì người ta vận chuyển đi vận chuyển lại qua nhiều trung gian thì hạt phân nó phải bị bể thôi, ít nhiều thôi nha, nhưng mà khoảng nằm tầm từ 10 đến 20% là cùng. 1 kg phân dơi giá mình giao tại chỗ là 80.000 nha nè. Ha, 80.000 ha. Anh em nào ở khu vực nào đó thì mình cũng sẽ gửi, nhiều ít gì mình cũng gửi hết, nhưng tiền phí ship là do anh em trả ha. Anh em phải trả thêm. Còn đây mình tính 1 ký 80.000, mua bao nhiêu cũng bán hết, bao nhiêu cũng ship hết. Phân dơi á nó tốt cho cây trồng như thế nào thì mình tin rằng anh em chắc ai cũng đều biết về cái việc này hoặc nghe nói về cái việc phân dơi này nó tốt như thế nào rồi ha. Đó. Nó rất là nhẹ nha anh em. Đó, một bao 20 kg bằng kilo luôn á. Nó nhẹ lắm, nó được phơi khô rồi mà. Thì đó, như anh em thấy nó cũng vẫn bị bể nhuyễn ở tay mình nè ha. Nhưng mà rất là bể ít nha, chứ không phải là có, ngoài thị trường mình cũng đã từng gặp ha, mà mình không có xài là người ta bán phân dơi người ta vô bọc ký ký mà nó nát, hình như là nó nát khoảng 90% hết rồi. Mình đang cân sẵn để đi đơn cho anh ta nghe nè, bọc 2 kg rồi bành kilo luôn á. Còn nói về cái cách sử dụng như thế nào á cho nó đạt hiệu quả nhất á, thì có nhiều anh em á sử dụng ngâm chung với humic, rồi cũng có những anh em ngâm chung với nấm Trichoderma thì cũng rất là tốt anh em. Nhưng mà hầu như có một số anh em ngâm chung với nấm Trichoderma thì chưa đúng lắm. Nó ngâm chung thì rất là tốt, nhưng mà anh em để quá lâu thì con nấm Trichoderma nó sẽ chết nha nè. Anh em cũng có thể sử dụng là rải gốc trực tiếp ha, rải trực tiếp vào gốc. Mình ví dụ cái chậu này là chậu 4 anh em, thì anh em nắm tầm khoảng một nắm tay như thế này nè ha. Rồi mình cứ rải đều lên gốc thôi. Nhưng mà cái phương pháp rải gốc này á thì dành cho những chậu mà được mình tấn tôn á cao lên, chứ không thôi là như vậy thì mình phun nước vào là nước sẽ bắn các hạt phân nó ra ngoài nghe nè. Người ta phải tấn tôn cao lên thì anh em dùng biện pháp rải gốc, cây ăn từ từ. Rải kiểu này thì người ta gọi là rải phân sống đó ha, tuy nó khô nhưng mà không được ủ và gọi là rải sống anh em. Thì nó không giống như phân gà hay phân bò rồi gì cả, các loại khác á, phân dê đồ này kia nọ thì người ta còn ủ ha, tại vì mấy cái loại đó là mấy cái côn trùng rất là nhiều cho nên nó là cần phải ủ. Còn cái loại này là rải trực tiếp, một vài ngày sau là có thể là cây ăn được rồi và cũng ít nấm bệnh nha anh em. Có nhưng mà ít chứ không phải là không có ha. Nếu mà anh em nào cẩn thận á, thì sau khi mình rải á, nếu mình có Ridomin Gold thì mình tưới cho nó một lần là rất là tốt nha. Còn không á, thì mình dùng vôi á, ha, vôi nông nghiệp ha, tưới
để mà diệt khuẩn nếu có ở trong phân dơi này, có mà ít nữa nè. Còn là không nữa thì sử dụng Trichoderma, nhưng anh em sử dụng Trichoderma thì không có tưới mấy cái loại kia vào nữa nha, như Rhizomyrgol hay vôi vào nữa ha. Còn á, cái phương pháp sử dụng thứ hai á là mình có thể mình ngâm chung với humic hoặc là ngâm chung với Trichoderma để mình tưới gốc, ngâm qua đêm nha anh em. Như ở trong cái xô bê này là 18 lít ha. Mình sẽ dùng cái liều là cái xô bê khoảng chừng, mình cần khoảng chừng nửa ký đây nè. Nửa ký mình ngâm vào cái thùng bê này ha. Rồi qua đêm là mình có thể sử dụng được, ngâm chung với humic hoặc nấm Trichoderma nha. Mà khi anh em sử dụng là anh em ngâm Trichoderma là anh em phải sử dụng hết, đừng có để lâu quá, con nấm ngâm trong nước lâu quá nó chết nha nè. Đây mình cân thử để anh em xem, nó nhiêu đây, khá là nhiều mà đó, nó chưa được nửa ký nha nè. Nó nằm tầm nhiêu đây là ngâm vào xô bê là được nha nè. Còn anh em nào mà có cây nhiều hoặc là cây ít hay gì đó thì ngâm ít hay ngâm nhiều tự gia giảm lượng phân ha. Và mình cho humic vào thôi. Đây là cái humic mà mình thường gửi cho anh em á. Thì 1 ký này nếu một cây ít ít 5 7 cây anh em xài và chừng 2 năm mới hết nha nè. Cái dạng mình sau này mình xài là dạng vẫy ha. Cái dạng này nó dễ tan và nó không bị đóng cục như cái dạng bột. Cái dạng bột mà anh em đổ ập vào luôn là nó rất là dễ bị đóng cục và có thể là nó không tan, nó giống như cục sình non vậy đó, dẻo nhẹo rồi đó. Đó, cho nước vào ha, rồi ngâm qua đêm để tưới. Anh em có thể là sử dụng, không có humic, không sử dụng humic thì sử dụng nấm Trichoderma thì nó cũng rất là tốt nha anh em, nhưng mà đừng có để quá lâu đó. Nhưng mà cái phương pháp mà sử dụng ngâm để tưới thì nó ở hơi kẹt một chỗ là ngày hôm sau cái thùng phân này nó có cái mùi hơi khó chịu nha nè. À, thì tùy anh em thôi, chọn cái cách sử dụng nào thì tùy anh em ha. Cái loại phân dơi được gọi là phân hữu cơ này á thì nó tốt cho tất cả các loại cây trồng anh em, cây kiểng, hoa giấy hay là cây ăn trái rồi gì. Dạo này sau này người ta trồng sầu riêng, ở miền Tây mình trồng sầu riêng hơi nhiều quá, cho nên người ta cũng lấy cái này làm để người ta làm vườn được luôn á. Đó, pha đầy rồi không cần đậy lại đâu nha anh em, nhưng mà buộc phải để trong mát ha. Ngày hôm sau thì trộn đều lên đem ra tưới thôi. Còn cái thời gian mà anh em sử dụng là cách khoảng với nhau thôi. Nếu mà anh em nào có điều kiện thì 1 tháng sử dụng 1 lần cho những cây mà có giá trị á, với lại những cây mà mình yêu thích á, thì nó phát triển tốt thôi. Còn sợ anh em sợ hao phân thì 2 tháng tưới 1 lần. Nói về các loại cây kiểng mà mình trồng á, nếu mình sử dụng riêng vô cơ không cũng không tốt đâu nha nè, nghĩa là phân hóa học NPK đó, mà mình cũng phải kết hợp cân đối giữa hữu cơ và vô cơ ha. Mà anh em không sử dụng vô cơ mà anh em sử dụng hữu cơ không cũng không tốt luôn ha. Đó, mình sẽ phải biết kết hợp như thế nào để cây nó cân bằng á. Nhắc lại ha nè, 1 kg phân dơi 80.000 không bao ship nha nè ha. Anh em mua nửa ký cũng gửi luôn, nhưng mà lưu ý ha, anh em mua nửa ký và anh em mua 3 ký thì tiền ship cũng giống nhau nha anh em ha. Thì người ta quy định, Viettel Post quy định như vậy thì mình chỉ biết về thôi. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ bằng số điện thoại mà mình dán trên màn hình ha, đây cũng là số Zalo của mình luôn. Đây, sau khi ngâm đủ 1 ngày rồi, ngày đêm ha, thì mình quậy các cái phân dơi này ra cho đều nha anh em ha, nó cũng quậy nó cũng tan đều à, và anh em đi tưới trực tiếp vào gốc ha, nó có mùi rất khó chịu nha anh em. Thì anh em nào không có chịu được mùi này thì đeo khẩu trang hoặc là rải gốc đi ha. Chứ mình thì lâu lâu mình tưới lần mình không sao đâu anh em, mình pha với cái liều lượng như thế này á thì mình tưới cũng như bao loại phân bón khác thôi. Anh em tưới vừa đủ ẩm chất trồng thôi, tưới nhiều quá thì nước nó cũng chảy ra, phân cũng chảy ra mất à. Không sợ phạm phân pha với liều lượng này không sợ phạm, nhưng tưới nhiều quá thì nó chảy ra hết ổn. Thôi thì bây giờ mình cũng xin được dừng clip ở đây nha anh em. Thì anh em xem clip đó, nếu thấy rút ra được những gì đó hay ho từ clip này thì vui lòng cho mình xin 1 like ha, để giúp cho clip được YouTube để xuất mạnh hơn anh em. À, đến được với nhiều anh em khán giả mới tập chơi mai, mới tập chăm cây ha, rồi biết cách là sử dụng phân dơi
cho nó hiệu quả tí ha. Còn những anh em nào mà xem kênh mà nếu yêu mến kênh mà chưa đăng ký thì nhớ ha, làm giùm mình ba việc nha: ấn vào đăng ký, rồi ấn vào quả chuông và ấn vào chữ tất cả ha. Thì mỗi khi mình up clip mới lên, anh em sẽ được YouTube thông báo về trong vòng 1 giây anh em. Thôi chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo ha. Bye bye.